Nữ tỷ phú U60 chống lưng cho bóng đá Thái, điều hành đế chế 98 tỷ USD, thân sắc đỉnh cao. Bà Nuphan Lamsan sinh năm 1966 tại Bangkok, Thái Lan và là thế hệ thứ 5 của gia tộc quyền lực Lamsan. Gia tộc này sở hữu ngân hàng Kaibank, là một trong những ngân hàng lớn nhất của xứ Chùa Vàng có giá trị lên tới 98 tỷ đô la. Đặc biệt, Nuphan Lamsan chính là người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này. Bà từng học chuyên ngành marketing tại trường đại học Chulalongkorn và học tiếp thạc sĩ quản lý tại đại học Boston. Giờ đây, nữ đại gia này là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tại Muang Thai Insurance, một công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan, và bà còn chính thức được bổ nhiệm làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan với hy vọng có thể dẫn dắt đội bóng đạt được nhiều thành công hơn nữa trong giải AFF Cup 2020. Bà Nuphan Lamsan hay còn được người dân Thái gọi thân mật là Madam Phan. Trước đó, Madam Phan đam mê và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá. Bà là chủ tịch đội bóng Fort Football Club và cũng từng làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019. Khoảng thời gian đó, bà Phan được lòng người hâm mộ nước nhà bởi luôn hết mình với bóng đá. Nữ chủ tịch này còn đầu tư 65 tỷ đồng cho công cuộc thúc đẩy bóng đá nữ Thái Lan. Không chỉ được dân tình tin tưởng, ủng hộ, mà Madam Phan còn khiến ai nấy cũng phải ngoái nhìn lại khi sở hữu phong cách sang chảnh và thần thái cuốn hút. Dù ở độ tuổi U60, bà vẫn luôn xuất hiện trong tác phẩm của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Điều đó tạo nên một hình ảnh nữ tướng của bóng đá Thái Lan, khi thì trẻ trung năng động, lúc lại thanh lịch quý phái. Những khi đến sân cỏ, Madam Phan luôn chọn những bộ đồ thể thao khỏe khoắn và ngược lại, khi có mặt tại các sự kiện lớn, người phụ nữ này vẫn luôn phủ đầy đồ hiệu đẳng cấp, thời thượng. Đặc biệt, với những ai thường xuyên theo dõi có thể nhìn ra rằng bà Phan là một người đam mê thương hiệu Hermes và là nhà phân phối độc quyền của hãng này ở Bangkok. Trong công việc, Madam Phan luôn là một người vô cùng nghiêm túc, mạnh mẽ và nổi tiếng là người tình cảm, thường quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên. Trước trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, nữ doanh nhân này từng tới Singapore để ủng hộ đội bóng nước nhà theo cách của nhà giàu. Cụ thể, bà Nuphan Lamsan đã có buổi gặp mặt với các cầu thủ nước nhà vào ngày 21 tháng 12 2021 và đưa ra rất nhiều tin vui cho đội tuyển. Theo bà, những chú vô chiến sẽ được thưởng 20 triệu baht, tương đương 13,7 tỷ đồng. Và 300.000 USD, gần 6,9 tỷ đồng từ nhà tài trợ, nếu thầy trò huấn luyện viên Manu Parkin trở thành nhà tân vô địch của giải AFF Cup 2020. Nữ tỷ phú còn chi hơn 700 triệu đồng để chuẩn bị 15 phần quà toàn hàng khủng như iPhone 13, túi sách và đồng hồ đến từ những thương hiệu cao cấp dành cho các tuyển thủ Thái Lan. Có thể thấy, sự ủng hộ của người phụ nữ này đã góp một phần không nhỏ cho những thành công của bóng đá Thái Lan. Madam Phan không chỉ là một người phụ nữ thành công trong nhiều lĩnh vực mà còn luôn thể hiện một hình ảnh tuyệt vời, có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả những người phụ nữ. Chính vì vậy, bà luôn được người dân Thái Lan vô cùng yêu quý và nể trọng. Có lẽ trong tương lai, người phụ nữ này sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa cho bóng đá, vì đây chính là niềm đam mê lớn nhất của bà. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.